Kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ kiểm tra và sửa chữa một cái điều hòa Panasonic 18.000. Panasonic 18.000. Con này là model KC18 QKH. Rồi, hiện tượng của máy là gì? Bấm không linh hoạt. Sau đây mình hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ đây, mình bấm điều khiển cho các bạn xem này. Đó. Bấm điều khiển là gì? Không linh hoạt. Mình hướng dẫn các bạn cách xác định xem là hư hỏng nó thuộc về cái vấn đề gì một cách nhanh chóng nhất. Rồi, sau khi chúng ta bấm khiển là gì? Là không linh hoạt. Đấy. Đây mình bấm khiển cho các bạn xem là khiển vẫn ok. Rồi. Đó, khiển vẫn ok các bạn nhé. Rồi. Mình chia sẻ cho các bạn cái trình tự mà chúng ta sẽ kiểm tra được hư hỏng nhanh nhất của cái máy này. Rồi. Ta bấm nút gì? Auto này. Bấm nút auto máy vẫn không chạy, vẫn im bặt. Rồi. Bước tiếp theo. Chúng ta sẽ để mình để cái đồng hồ ở đây. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đo điện áp ở chân NL. Đấy, các bạn thấy là gì? Có điện áp 220 này. Đó. Rồi, có điện 220 mà không chạy. Rồi, để khoanh vùng là hư hỏng bằng mạch điện hay là hư hỏng vấn đề gì thì chúng ta sẽ đo nhanh một cước nữa. Chúng ta sẽ dùng thang đồng hồ đang đo 10V. 10V. Chúng ta sẽ đo ngay vị trí. Các bạn để ý mắt nhận này. Ở trên cái vỉ mắt nhận của bất kỳ một cái máy nào thì nó đều có một con tụ hóa lọc nguồn, chính là nguồn cấp cho mắt nhận. Các bạn sẽ đo nhanh vào đây thang 10V DC. Các bạn xem là có điện áp chưa? Đó, đồng hồ có 5V. Rồi để thang 10V DC. Đồng hồ có 5V. Đồng hồ có 5V thì chứng tỏ như vậy là gì? Chúng ta có 5V thì chứng tỏ là mạch nguồn đang hoạt động tốt, mà chúng ta bấm phím auto nó không chạy, bấm khiển không chạy. Thì như vậy là gì? Cái hư hỏng của cái máy này là thuộc về cái vi xử lý không làm việc chứ không phải khối nguồn của bo mạch. Hiện tại thì khối nguồn đã gì? Khối nguồn đã có điện áp. Một phương pháp mình hướng dẫn các bạn là đo nhanh, chúng ta sẽ đo ngay nguồn cấp tại mắt nhận để chúng ta có thể loại trừ luôn là cái gì? Cái này là hư hỏng là thuộc về cái nguồn cấp của cái bo mạch hay là vi xử lý không làm việc. Và hiện tại chúng ta đo là có nguồn 5V ở đây rồi. Vậy thì nguyên nhân là hư hỏng là vi xử lý không làm việc các bạn nhé. Sau đây chúng ta sẽ nhấc bo mạch ra ngoài và tiếp tục kiểm tra tiếp và sửa chữa cho khách hàng. Rồi, sau khi mình đã kiểm tra sơ qua ở trên cái máy của khách hàng thì mình đã tháo cái mạch điện xuống và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa trước khi chúng ta bắt tay vào sửa chữa. Thì khi ở trên máy mình đã hướng dẫn các bạn là gì? Chúng ta đã đo cái điện áp ở chân tụ lọc nguồn của cái mắt nhận này đã có nguồn 5V mà chúng ta bấm nút chạy tự động nó không có hoạt động. Và sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Mình bấm thử xem nào. Đấy, các bạn thấy là mình bấm nó không có chạy. Chúng ta sẽ đo lại điện áp ở cái chân. Chúng ta sẽ đo lại điện áp ở cái gì? Vị trí tụ lọc nguồn mắt nhận này xem là có 5V chưa. Đó, các bạn thấy là gì? Mình đo đây là đã có 5V. Và chúng ta bấm thì auto không chạy. Bấm thử khiển nó có chạy không? Đó. Bấm khiển cũng không chạy. Rồi. Và như vậy là gì? Chúng ta xác định là gì? Nguồn cấp đã có. Đây mình đo sơ qua luôn cho các bạn xem là như vậy là chúng ta đã khẳng định là gì? Nguồn cấp đo tại mắt nhận mà đã có thì chứng tỏ là nguồn 5V là ok. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem luôn. Chúng ta sẽ đo là nguồn 5V này. 5V. Chúng ta đo 12V này. Có 12V. Như vậy là cái máy này rơi vào cái ban bệnh là gì?
có 5V, 12V nhưng mà không lên nguồn. Thì theo như các video chia sẻ clip trước, mình rút cái điện rồi đã. Theo như cái video chia sẻ clip trước ấy, thì mình đã chia sẻ cho các bạn là gì? Khi mà chúng ta sửa chữa một cái ban bệnh không lên nguồn như này thì việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra là gì? Nguồn cấp. Nguồn cấp ở đây hiện tại đã ok cả nguồn 5V và 12V. Vậy thì cái trường hợp, cái bước tiếp theo mà chúng ta kiểm tra đó là gì? Cái thay anh dao động. Rồi bước tiếp theo nó là gì? Cái xung 100Hz hay là 50Hz. Tùy vào các mạch người ta thiết kế khác nhau mà người ta sẽ sử dụng 100Hz hay là 50Hz. Vậy thì bước tiếp theo mình sẽ kiểm tra tín hiệu trên thầy anh. Khi mà có đủ nguồn cấp không lên rồi thì các bạn phải xoay quanh vào các cái điều kiện khác của nó nhé. Nguồn cấp chúng ta không xoay vào cái vấn đề cấp nguồn nữa. Rồi mình sẽ đo chân giữa. Đó, các bạn nhìn này, các bạn để ý kim đồng hồ là gì? Một chân chúng ta đo là lên sấp xỉ 1V, nhưng mà kim bị giật. Các bạn để khi các bạn đo, các bạn phải chú ý có sự bất thường. Rồi, giờ mình đo chân bên kia xem nào. Hai chân đều có điện áp nhưng một chân có, một chân thì giật. Đây mình đo cho các bạn xem nhá. Các bạn nhìn đồng hồ rồi. Đấy. Các bạn thấy là gì? Kim đồng hồ thì giật, rung. Đó. Rồi. Như vậy thì tạm thời ở chân thạch anh là gì? Đang có tín hiệu điện áp. Thì chúng ta không cần thiết phải thay thạch anh. Chúng ta sẽ thay thử nếu như chúng ta cần thiết. Như trong trường hợp này là gì? Chân thạch anh đang có tín hiệu điện áp như vậy thì chúng ta không cần thiết phải gì? Phải thay thử thạch anh. Chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện tiếp theo của nó là ACDS. ACDS hay gọi là xung 100Hz. ACDS của cái mạch PANA này thì các bạn để ý là ngay tại cầu vị trí cầu nắn này, nó sẽ có hai con trở là R320 và R327 chạy vào đây, đi qua đây, qua đây về chân của IC quang PC307 này. Thì cái con IC quang nằm ở góc này chính là IC quang làm việc với tín hiệu xung ACDS hay gọi là xung 50Hz, 100Hz các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo chân 1 của nó. 4V. Chúng ta đo chân 34. Chân 34 là gì? 4V8 là gần 5V. Cho nên là 4V. Ok. Như vậy là gì? Chân 1, 2 mà gần 4V mà chân 34 là gì? Gần 5V. Như vậy con IC quang này không làm việc. Đấy. Tại sao đo vào thế? Các bạn biết ngay. Bởi vì nếu làm việc thì cái chân 1, 2 như mình đã chia sẻ các video clip trước rồi. Các bạn nào có thể các bạn vào sau không hề chưa nắm được thì chúng ta nghe lại. Nếu mà chúng ta đo chân 1, 2 mà điện áp mà sấp xỉ khoảng 4V, 5V này thì chắc chắn là con này không chạy. Vì nếu chạy thì chân 1,2 này thì sẽ tụt thấp chứ không thể gần bằng nguồn cấp cho nó được. Chân 3,4 này người ta thường sẽ cấp nguồn 5V. Và khi nếu chân 3,4 nó có IC quang này làm việc thì chân 3,4 các bạn phải tụt áp. Nó phải tụt áp xuống tầm 2V hoặc 2,5V chứ không thể nào là ở 4V, 8, 5V được. Như vậy chắc chắn là con IC quang này không hoạt động. Nhưng ở đây mình muốn chia sẻ cho các bạn là tại sao các bạn lại thấy là gì? Con IC quang này chân 1,2 là người ta chỉ đi qua hai điện trở 320 và 327 thôi, rồi cấp thẳng vào chân 1,2 của gì, của IC quang. Vậy tại sao mình đo thang DC nó lại lên các bạn? Và như mình đã chia sẻ trước các bạn thì nếu mà như vậy thì quang này phải là quang gì, hoạt động trực tiếp ở cái chân 1,2 là hoạt điện điện áp AC, chúng ta phải đo thang xoay chiều kim mới lên. Chứ tại sao đây mình đo thang DC nó lại lên? Đó, mình đặt một câu hỏi cho các bạn là tại sao các bạn có thấy khác lạ và tại sao mình đo thang DC nó lại lên 4V? Rồi mình sẽ rút điện nào, rồi mình sẽ giải thích cho các bạn. Như cái video clip trước ở các cái mạch PANA khác mình sửa thì mình phân tích cho các bạn là gì? Đấy, người ta lấy trực tiếp từ đường điện AC, AC đi vào ấy, đường điện xoay chiều đi vào ấy, đi qua ăn trở thôi. Rồi cấp chân 1 quang 1,2 của IC quang như này thì lẽ ra là gì? Ở đây thì chúng ta phải đo điện áp xoay chiều, thang xoay chiều AC bên này thì đồng hồ mới lên kim. Vậy tại sao ở đây mình lại đo gì? Mình lại đo DC mà nó lại lên. Mình chưa nói con IC quang này hỏng hay không nhé. Đây mình đang nói vấn đề tại sao mình đo IC quang là DC, mình đo DC hay AC thôi. Đấy. Thì các bạn để ý này, không phải mạch nào nó cũng thiết kế giống mạch nào. Các bạn phải để ý vào mạch điện. Thì ở đây cái mạch điện này các bạn để ý là gì? Các bạn thấy ở đây trên đường đi qua hai ăn trở 320 và 327, 327 này, R320 này. Đấy. Thì người ta có một cái con gì đi qua đây, các bạn thấy là đây tại vị trí này có một con diode D304 và điện trở R321. Đấy. Con diode này được mắc song song với chân 1,2 của IC quang này.
Thông thường thì khi mà các bạn lần mạch ấy, thì các bạn để ý ở các mạch điện khác ấy, mà điện cái gì chân 1-2 của IC quang mà đi qua hai ăn trở này, đi thẳng vào chân 1-2 như này thì nó thường chỉ có ăn trở thôi. Và như vậy thì đối với cái mạch mà chỉ có con trở mắc ở chân 1-2 của IC quang như này thì thường là IC quang này sử dụng ở đây phải là IC quang gì có 2 led ở chân 1-2. Đấy, thì các bạn đo thì kim sẽ lên 2 chiều luôn. Đấy, 2 chiều lên bằng nhau chứ không phải 1 chiều lên ít 1 chiều lên nhiều các bạn nhé. Nếu 1 chiều lên ít 1 chiều lên nhiều thì chắc chắn là led trong đấy gặp vấn đề. Còn các bạn đo gì mà thấy 2 chiều led kim lên y hệt nhau thì như vậy là IC quang có 2 led. Thế nhưng ở đây người ta thiết kế là các bạn để ý là gì? Nó có con diode mắc song song với chân 1-2, ngoài con trở ra thì có thêm một con diode. Đó, các bạn nào mà sửa mạch các bạn cứ để ý lần mạch rồi các bạn sẽ hiểu ra vấn đề là tại sao. Khi có diode tức là đường điện ở đây gì? Là đường điện AC. Chưa hề có diode nắn, đi qua hai con trở hạn dòng thôi, đi qua hai con trở hạn dòng này thôi. Đấy. Đấy. Mà có con diode thì chắc chắn là gì? IC quang đây người ta sử dụng IC quang 1 led. Đấy, vì có diode thì người ta chỉ dùng IC quang 1 led thôi. Đấy, còn nếu không có diode mà chỉ có trở thì chắc chắn phải dùng IC quang 2 led. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành đo thử xem cho các bạn xem là chân 1-2 nó như thế nào. Mình đã rút điện rồi. Chân 1 đo que đen nó không lên. Chân 1 đo que đen không lên. Rồi, một chiều lên. Một chiều không lên. Có diode mắc song song với chân 1-2 mà các bạn đo một chiều lên một chiều không lên thì chứng tỏ là con đo chúng ta vừa đo là đây, đo diode này thôi. Vậy thì con led trong này gặp vấn đề, con led này có thể bị đứt, bị cháy. Cho nên chúng ta đo một chiều lên một chiều không lên. Còn nếu đã có diode mắc song song chân 1-2 thì các bạn đo chắc chắn phải lên 2 chiều. Đấy là tư duy chúng ta sửa mạch chúng ta phải nhận định ra được. Đấy, mình xin nhắc lại một lần nữa để cho các bạn để lưu ý là đối với cái mạch ACS như này, cái mạch mà lấy xung 100Hz như này, nếu mà chân 1-2 chỉ có con trở không thôi mà đi thẳng nguồn điện, đi thẳng AC như này thì chắc chắn người ta sử dụng led là gì, là IC quang là có 2 led bên trong, giống như PC814 là loại có 2 led bên trong. Còn người ta đã có một con diode mắc song song với cùng đi theo cùng một con trở như này, tức là con trở và con các bạn lần mạch thì các bạn sẽ thấy là con diode này được mắc song song với con chân 1-2 và con trở này cũng mắc song song với chân 1-2. Như vậy nếu đã có diode mắc song song với chân 1-2 rồi thì người ta chỉ sử dụng là IC quang có 1 led thôi. Ví dụ như các bạn hay dùng phổ biến nhất là con gì 817. Thế còn loại có 1 led bên trong thì rất là nhiều, 2051 hoặc là mà nhiều lắm. Nhưng mà các bạn quen dùng 817 thì các bạn nếu mà các bạn chỉ cần xác định là gì, nó sử dụng IC quang có 1 led thì các bạn thay 817, mà IC quang 2 led thì các bạn sử dụng 814. Đấy, cho nó nhanh. Thế còn để tìm hiểu sâu về giá các họ IC quang thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu ở các video clip khác. Hôm nay mình chỉ đang sửa mạch tiện thì mình nói vậy thôi. Rồi các bạn lưu nhá. Rồi sau đây mình sẽ hút con IC quang này ra và mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem. Rồi, khi nhấc ra ngoài chúng ta sẽ dùng thang đo 10K. Chúng ta sẽ đo. Kim không lên này. Chúng ta đảo quay đo rồi. Kim không lên. Cả hai chiều kim không lên luôn. Chúng ta sẽ đo đầu bên kia của nó. Đó. Con quang này chết ở dạng gì, chân 1-2 bị đứt các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đo lại mạch điện này. Các bạn đo là gì? Chúng ta hút IC quang rồi, chúng ta đo lại chân này chắc vẫn là một chiều lên, một chiều không lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Một chiều lên này, một chiều không lên này. Như vậy là một chiều lên, một chiều không lên là chúng ta đang đo cái diode ở đây mà thôi. Nếu con IC quang này còn tốt thì các bạn đo thì chắc chắn là con diode đây thì các bạn đo là gì? Nó sẽ phải lên 2 chiều. Rồi, sau đây mình sẽ thay thế con diode là PC817 thôi. Các bạn chờ mình lấy linh kiện.
Đây, mình sẽ lấy IC quang PC817. Chúng ta sẽ thay 817 vị trí này. Tại vì nó có diode rồi thì chúng ta chỉ thay 817 thôi. Còn không có diode mà chỉ có trở, chúng ta sẽ thay 814. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ đo thang 10K. Các bạn thấy là gì? Một chiều lên, một chiều không lên. Chỉ một chiều lên, một chiều không lên, nhưng lên ít chứng tỏ là gì? Đầu này là đầu 34. Còn chúng ta đo thang 10K mà gì? Một chiều lên, một chiều không lên, mà lên kim lên nhiều như này thì đầu này là 12. Đó. Rồi. Rồi, mình sẽ hàn vào mạch luôn và mình sẽ đo luôn cho các bạn xem. Khi chúng ta hàn vào mạch, chúng ta đo test kim sẽ lên 2 chiều. Tại vì nó có diode mắc xong chân 12. Rồi, con IC quang học mình để đây nha. Để đây nha. Đây, mình chưa cấp điện. Mình đo thang X1 cho các bạn xem là khi có diode chúng ta đo chắc chắn là kim sẽ lên 2 chiều. Đấy, các bạn thấy chưa? Kim lên này. Mình đảo que này. Kim cũng lên. Đó. Các bạn sửa chữa nhiều thì các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định dành cho mình khi mà các bạn tìm hiểu về mạch điện cũng như là chúng ta lần mạch nhiều. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào cho máy. Rồi, mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Chúng ta sẽ đo chân 12. Lúc nãy chúng ta đo chân 12 là có khoảng 4V. Bây giờ chúng ta sẽ đo chân 12 xem nó có khoảng bao nhiêu. Các bạn thấy là gì? Điện áp rất nhỏ. Mình phải hạ thang này. Đó, các bạn thấy chưa? Nãy mình để thang 10V mà trước khi thay cái IC quang là mình đo là 4V, mà bây giờ chúng ta đo là thì thang 2,5V nó mới lên kim một ít thôi. Và chúng ta sẽ đo chân 34 xem là gì. Đó, các bạn thấy gì? Chân 34 lúc này chỉ xuống còn gì hơn 4V một chút thôi, lúc nãy là 4V8 đúng không? Rồi, chúng ta đo là hơn 4V. Vậy chúng ta sẽ thử bấm máy xem chạy luôn không? À, trước khi bấm mình sẽ đo thì mình sẽ đo luôn chân thạch anh dao động lại lần nữa cho các bạn xem. Xem chúng ta thấy thân này anh dao động nó có thay đổi điện áp không? Đó, các bạn thấy chưa? Vẫn chỉ là có 1V thôi. Rồi. Như vậy là rõ ràng hoàn toàn để chân thay anh có tín hiệu, mình không cần thay thay anh. Mình sẽ bấm luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy có đèn xanh chưa? Đó, mình sẽ bấm khiển này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, mạch điện chạy ok luôn. Đấy, như vậy là mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm được cái quy trình sửa chữa cũng như là chúng ta hiểu biết hơn về mạch điện nhiều hơn. Chúng ta sẽ chịu khó học hỏi mỗi ngày rồi sau này chúng ta sẽ có hiểu biết toàn diện và chúng ta sẽ sửa chữa mạch một cách đơn giản và nhanh chóng, chứ không phải như một số bạn chúng ta làm theo cái thói quen. Ở đây mình không muốn chia sẻ cho các bạn để chúng ta làm theo kiểu thói quen hay là cái ban bệnh. Một số bạn khi xem video của clip thì cứ muốn là luôn xem là cái mạch điện bị hỏng cái bệnh này thì sửa con gì thay con gì. Nói thật, nếu mà các bạn học theo kiểu sửa chữa ban như vậy ấy, thì các bạn xác định là nếu mà các bạn muốn học để mình hiểu biết và sửa được chữa một cái mạch điện thì các bạn không nên học như vậy, theo mình khuyên. Vì nếu các bạn học sửa ban ấy, thì vẫn một cái ban bệnh như vậy thì nó có rất nhiều cái biểu hiện và ban bệnh khác nhau. Thì các bạn sửa ban thì các bạn học hết cả đời, người làm thợ cũng chẳng thể học hết được ban bệnh của các loại máy. Mà các mà mình muốn chia sẻ ở đây này là để cho các bạn, tại sao mình lại phải nói rất là tỉ mỉ thì vì như thế cho nên là đôi khi cái video nó hơi dài một chút. Thì nếu mà chúng ta mà đã có cái lòng mà muốn, chúng ta có niềm đam mê mà muốn học hỏi những cái gì mà chúng ta chưa nắm được ấy, thì các bạn cũng không nên tiếc chút thời gian để mà chúng ta xem kỹ lưỡng. Cái quan trọng nhất của chúng ta là khi chúng ta xem một cái gì đấy để mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta, mình nói thật nhé, các bạn không có gì quý hơn bằng là khi mà có người ta, có một người, người ta có cái tâm chia sẻ cho các bạn ngồi ở nhà để các bạn xem mà các bạn hiểu được một vấn đề. Có nhiều bạn mất tiền đi học đến trường lớp chưa chắc đã được nói kỹ và được nói như vậy. Đấy, mình nói thật các bạn, bởi vì bản thân mình cũng là người đi học. Mình bao nhiêu năm về trước mình cũng là người đi học và mình hiểu được cái điều đó, cho nên mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn xem hoàn toàn miễn phí, chẳng mất gì cả.
Nếu như bạn nào mà có cái niềm đam mê thì mình cũng không tiếc nuối gì cả, mình chia sẻ hết sức là thật lòng cho các bạn nắm được cái vấn đề. Cái cốt lõi nhất mà mình muốn chia sẻ đến các bạn là để cho các bạn nắm được cái vấn đề của một cái ban bệnh. Các bạn khi các bạn đã nắm được cốt lõi của một cái ban bệnh rồi thì dù nó có biểu hiện ở cái kiểu A hay kiểu B kiểu C thì các bạn vẫn có thể nắm được cái quy trình cũng như là cái gì cái nguyên lý của nó để các bạn có thể kiểm tra, chứ không phải các bạn học theo kiểu gọi là gì sửa chữa theo ban bệnh, cứ hỏng cái bệnh như vậy và thay con gì thì như thế các bạn sẽ không thể sửa được. Mình nói ví dụ như này để cho các bạn dễ hiểu. Thí dụ các bạn là anh em làm thợ điện lạnh ở đây thì ai cũng gì cũng đã từng sửa chữa rất nhiều cái máy tủ lạnh bị cái tủ cơ thôi, mình chưa nói tủ inverter. Vì cái ban bệnh là bo đá dàn lạnh thì cái ban bệnh đó nó có tận tới 4-5 linh kiện tham gia. Thì nếu như mà gì, các bạn sửa chữa theo ban thì các bạn cứ bụp vào cái là các bạn thay ngay cái con cảm biến phá băng. Thực ra con cảm biến phá băng nó chỉ là một cái linh kiện mà thường xuyên và có tần suất hư hỏng lớn hơn các linh kiện khác, nhưng không phải trong trường hợp nào thì cái bệnh bo đá nó cũng bị hư hỏng cái linh kiện phá băng. Thì cái cốt lõi mà các anh em làm thợ mà nắm được thì các bạn sẽ phải gì, như thế nào là hỏng cảm biến phá băng, các bạn phải kiểm tra được như thế nào thì hỏng cảm biến phá băng, như thế nào là gì hư hỏng sấy cầu trì hay là tham mơ. Đó cái là cái cốt lõi mà nếu một bạn mà chúng ta nắm được cái nguyên lý vững vàng thì chúng ta sửa chữa cái ban bệnh đó chắc chắn là một lần là được luôn. Nhưng mà một số bạn mà không nắm được cái nguyên lý ban bệnh nó thì các bạn cứ thay cảm biến phá băng chả được thì các bạn lại thay con khác, như vậy là sửa mỏ. Đó thì thôi, nhân tiện trong cái video clip này mình cũng muốn chia sẻ một chút đến các bạn để các bạn hiểu được rằng là gì, đôi khi chúng ta xem video clip chúng ta phải kiên nhẫn, sửa máy còn phải kiên nhẫn hơn là xem video clip hướng dẫn chia sẻ. Mục đích cuối cùng là để các bạn hiểu ra được cái vấn đề cốt lõi thì các bạn sẽ sửa chữa ban bệnh nó một ban bệnh mất nguồn thì các bạn sẽ kiểm tra được từ đầu đến cuối để xem là nó hư hỏng vấn đề gì. Còn nếu các bạn không nắm được, các bạn cứ thay mỏ hết con này con khác thì cũng đôi khi là gì cũng chả khỏi bệnh. Rồi thế thì hiện tại thì cái máy này mình đã sửa chạy ok như vậy rồi thì mình sẽ lắp trả lại cho khách hàng để khách hàng sử dụng. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe chia sẻ của mình cũng như là quan tâm theo dõi video clip của mình. Thì có cái vấn đề gì mà nó chưa hợp lý thì các anh em bình luận góp ý, mình sẽ tham khảo và mình sẽ rút kinh nghiệm. Thì còn những vấn đề gì mà anh em muốn mình làm thì các anh em cứ bình luận, rồi khi nào có thời gian thì mình sẽ cố gắng để làm chia sẻ cho các anh em. Thế còn hiện tại thì cái thời điểm nắng nóng như này thì nó quá là nhiều việc, đôi khi mình không có thời gian để quay video clip để chia sẻ mà mình sẽ sửa luôn cho khách hàng. Thôi mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.